Một chàng trai khi đến thăm Thái Lan đã được chú voi con chọn làm bạn để vui chơi cùng. Chú voi con có vẻ rất thích người bạn mới này và muốn được ôm ấp, vuốt ve. Thật là một khoảnh khắc khó quên phải không các bạn? Muôn loài đều có tình cảm, Đức Phật dạy đệ tử yêu thương tất cả muôn loài chúng sinh, không phân biệt chủng tộc, giống loài. Cùng xem những khoảnh khắc đáng yêu khác của các loài động vật xung quanh chúng ta nhé.